Đây, kênh hai nhánh miền tây chào cả nhà nha thì hôm nay mình sẽ đi tìm thuốc nữa cả nhà rồi mình sẽ review cho cả nhà thấy là cái công dụng của cây này là cái gì đây rất là non luôn rồi cây này được gọi là cây chùm bao à, tại sao người ta gọi chùm bao tại vì cái trái nó về là chùm bao nè cả nhà đó ha, à, cây chùm bao còn gọi là nhãn lòng thì cái loại này là công dụng nó rất nhiều. Đó. Đầu tiên hết trơn á là mình có thể mình bứt lá non nè, đọt non nè. Đó, mình luộc, mình nấu canh, mình ăn. Ha, mình hầm với tim heo. Đó, mình ăn rất là tốt. Rồi còn cái này thì nó mọc á là cũng rất là nhiều, tự nhiên thì nó mọc rất là nhiều. Đó. Thì cái công dụng của nó thứ nhất là làm cho con người ta là dễ ngủ hơn. Đó. Nó có cái chất gì thì hai nhái miền tây mình không biết ha. Nhưng mà mình đi tìm tòi thì nói chung là cũng có sử dụng nó. Mình ăn nó, mình luộc đọt nó, mình ăn là rất là buồn ngủ, à, ngủ ngon hơn. Và nó có công dụng là làm cho là ổn định nhịp tim. Đó. Chứ còn cái huyết áp thì mình chưa có tìm hiểu về phần phần đó. Nhưng mà mình chỉ mới có tìm hiểu được cái khúc là ổn định nhịp tim thôi. Những cái người nào mà hồi hộp nè đó là tim đập hồi hộp, tay hơi run. Đó. thấy là mình khó chịu ở trong người là cái kiểu như mà mình ngầy ngật ha, tinh thần không có được tốt mấy. Đó, thì mình ăn cái này vô hoặc là có thể mình sơ chế bằng cách đó là mình lấy hết thân, lá nó là thuộc dạng dây nha cả nhà. mình lấy mình có thể chặt khúc ra, mình phơi khô, mình nấu nước mình uống còn nếu như mà nó nhiều nó tốt như vậy nè đó rất là tốt ha mình đi giường nè mình đã tìm nè rất tốt một hồi nữa là hai nhánh miền tây cũng hái luôn đó mình bứt mình hái để mà mình về mình luộc mình ăn ha luộc chấm với nước tương tỏi ớt đi cũng rất là ngon rồi mình nấu canh cũng rất là ngon thậm chí mình xào ăn cũng ngon nữa ha nhưng mà nó có cái mùi của nó thì để mình coi cái mùi nè bình thường ăn thường cái mùi của nó thì cái vị của nó là thơm rồi nó có cái vị hơi ngọt ngọt nhẫn nhẫn nói chung là rất là dễ dễ uống mà cũng dễ có ăn uống thì hai nhái miền tây không có uống nhưng mà ăn thì có đã ăn qua rất là nhiều đó rồi đây là cái lá chùm bao nhìn kỹ nha cả nhà để mình biết đó công dụng là trị về là ổn định tim mạch ha. những cái người mà huyết áp thấp á là ăn với mình hầm với tim heo là mình ăn rất là tốt với mình mất ngủ cũng rất là tốt luôn. đó Cây thuốc bên nhà. Rồi kênh hai ngón miền tây bữa nay mình review là cái loại này là được bao nhiêu đây thôi. Rồi cả nhà có xem được cái kênh hai ngón miền tây thì đăng ký dùm cho hai ngón miền tây là một lượt đăng ký nha cả nhà để cho kênh nó phát triển ha. Rồi hai ngón miền tây sẽ đi tìm nhiều cái loại cây khác nữa. Nó là có rất là tốt cho cái bản thân của mình, rồi rất là tốt cho mà nhiều người, kiểu như mà mình có có bệnh ở trong người đó, đó. mà có nhiều anh em, nhiều chị em là bị bệnh nhưng mà cũng đâu có phải ai mà cũng có tiền, đó. cũng rất là khó khăn ha. rồi mình tìm những cái loại thuốc nam này thì nó rất là quý cho bản thân của mình. thứ nhất là về mặt kinh tế này. nó cũng ổn đó, rồi với hả là cái bệnh của mình. Đó nhưng mà hầu như thì thuốc nam thì mai chủ phước thầy với hai nửa mặt ưa nữa nhiều người họ dùng một lần thôi là họ hết nhưng mà cái này thì hai nhái miền tây chỉ mình chỉ review đó là từng loại từng loại thôi nha chứ mình không kết hợp còn nếu như mà muốn liên hệ với hai nhái miền tây á thì một chút nữa hai nhái miền tây sẽ để cái số điện thoại muốn liên hệ thì mình sẽ tổng hợp lại nhiều cái dạng thuốc nữa là cũng thuốc nam thôi mình cộng nhiều cái dạng thuốc nam để mà mình à, trị bệnh mình à, qua thời gian thì tìm tòi với học hỏi thì hai nháy miền Tây cũng à, tìm tòi được rất là nhiều cái bài thuốc rất là hay nhưng mà từ từ để hai nháy miền Tây sẽ đi tìm rồi quay review nè cho nó cận cảnh để cho cộng đồng mình biết rồi để mình đi bức ha rồi, rồi có thể học hỏi thêm để tổng hợp được nhiều cái dạng thuốc vô một chỗ vậy đó mình uống nó mới hết chứ cũng không phải là một loại thuốc như vậy mà nó đã hết đâu nó rồi bữa nay nhiều đây thôi nha cả nhà rồi chào hết cả nhà mình luôn nha hẹn cả nhà mình nữa là cái video lần sau ha